Ngày 25 tháng 7, Công an thành phố Đồng Xoài, Bình Phước cho hay đang tạm giữ hình sự một người phụ nữ mang TT quý hiếm đi bán. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà NTH 47 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Trước đó, ngày 24 tháng 7, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Xoài cùng Công an phường Tân Thiện phát hiện bà NTH chạy xe máy trên đường Nguyễn Huệ, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện nên kiểm tra. Thời điểm này, bà H đang chở một con TT còn sống, nặng 7,7 kg cất trong ba lô màu nâu. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bà H cùng tang vật, xe máy về trụ sở để xác minh. Tại cơ quan công an, bà H khai chiều ngày 23 tháng 7, trong lúc làm dẫy bắt được con TT trên rồi mang về nhà cất giấu. Đến sáng hôm sau, bà H bỏ con TT vào túi lưới, giấu trong ba lô rồi chạy xe máy đến thành phố Đồng Xoài để bán. Tuy nhiên, khi chưa bán được con TT thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà NTH 47 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai để điều tra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.